Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái video về thử nghiệm trồng cái hạt giống của cây nắp ấm xem hiệu quả như thế nào các bạn nhé. Cây này nhìn rất là đẹp. Thì ở đây cái hạt giống này mình mua ở Shopee các bạn ạ. Trên Shopee thì rất nhiều người mua và đánh giá rất là tốt. Không biết là tỷ lệ nảy mầm của nó đến đâu thôi. Cùng với cái nắp ấm thì mình cũng mua khá nhiều hạt giống của các loại cây khác ấy. Có rất nhiều shop bán hạt giống các bạn. Hạt giống rất nhiều shop bán. Để ươm cái hạt này thì mình sẽ dùng đất này. Đất này có thành phần gồm có chi bát, đất trồng rau, một ít mùn cát cộng với lại đá perlite. Khả năng giữ ẩm cũng được. Cái hạt này thì shop bán người ta không có cho cái túi riêng mà lại có đã đựng trong những cái túi zip này các bạn ạ. Đấy, khá đơn giản. Hạt rất nhỏ, mình sẽ rắc ở trên bề mặt, sau đó mình sẽ rắc một lớp đất ở phía trên để che phủ. Lớp đất này sẽ tác dụng bảo vệ và giữ ẩm cho hạt giống. Mình sẽ đánh dấu cái chậu ươm này. Hạt giống này thì các bạn để chỗ nó râm mát một chút nhé, không cháy nắng trực tiếp. Và chúng ta ngày tưới khoảng 2 lần nhưng không tưới quá nhiều có thể gây ra thối hạt. Hy vọng là hạt sẽ nảy mầm. Mình sẽ làm cái đánh giá này sau khoảng 1 tháng để cho các bạn biết. Chào các bạn, vậy là sau 2 tuần các bạn ạ. Sau 2 tuần mình tưới ẩm và chăm sóc thì cây nắp, đây là cây nắp ấm, thì kết quả là mình vẫn chưa thấy một cái dấu hiệu nào của sự nảy mầm ở đây. Không biết có phải do ẩm quá không hay là vấn đề gì đó mình cũng chưa biết. Nhưng mà thông thường những cây về hạt giống này thì mình nghĩ là phải thường là tưới ẩm một chút nó sẽ nảy mầm được. Ở đây mình ngày mình xịt ẩm 2 lần. Ngày xịt ẩm 2 lần sáng và tối. Mà 2 tuần này vẫn chưa thấy nảy mầm và chưa thấy nảy mầm bất kỳ một cây nào luôn. Mình sẽ để thêm 1 tuần nữa. Thì mình nghĩ khoảng thời gian tối đa chắc khoảng 3 tuần thôi. Nếu mà 3 tuần mà không nảy mầm thì chắc là sẽ không nảy mầm được. Cây nắp ấm. Chào các bạn, vậy là sau 1 tháng các bạn ạ. Sau 1 tháng trồng thì các bạn thấy là như cây đây. Kết quả này mà các bạn có thể nhìn được nó là vẫn chưa thấy hạt nào nảy mầm cả. Sự cái video mà trồng đến 1 tháng mà không thấy hạt nào nảy mầm này mình cũng thấy nó cũng hơi chán. Cái cách trồng của mình thì vẫn một ngày mình tưới 2 lần và sáng chiều và tưới lượng nước ít. Cách ươm như thế thì mình nghĩ nó sẽ phù hợp với đa số các loại cây. Nhưng không hiểu sao cái cây này thì mình không thấy hạt nào nảy mầm cả. Nếu như bạn nào mà trồng mà các bạn thấy nó nảy mầm nhá, thì các bạn có thể comment và các bạn chia sẻ lại với mình để mình thực hiện một cái thử nghiệm khác nhé. Vì thực ra thì trồng 1 tháng mà không thấy hạt nào nảy mầm thì cũng hơi buồn, hơi thất vọng. Và có lẽ là mình cũng sẽ dừng cái video thử nghiệm tại đây thôi vì cũng đã 1 tháng rồi. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video.